Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là tiêu diệt quái vật đầu loa các bạn nhé, hay là gọi là Sunny Head ấy. Nó có một cái mã đó chính là SCP-6779 các bạn ạ. Thì ở đây có rất là nhiều Sunny Head luôn, thì là ngày hôm nay nó đang tấn công cái thành này của mình. Và ấy, nó đẩy lùi tất cả những cái dân làng, những cái tất cả những vị vua ở cái tòa lâu đài này phải bỏ chạy rồi. Thì là bây giờ hiện tại bây giờ chỉ có một mình ở đây thôi để mình tấn công lại nó. Ok, thì trên tay mình đang là một quả bom. Bom này là bom chuối nhé. Thì bây giờ mình sẽ tấn công nó bằng bom chuối này các bạn này. Mình sẽ ném bom chuối vào người nó cho nó bị tèo nha các bạn nhé. Mình sẽ tiêu diệt nó. Ok, từ từ, mình chưa tìm được mục tiêu các bạn ạ. Ok ok, đây. Holy shit, vừa nãy mình nhìn thấy một con Sunny Head bé nó các bạn ạ. Nó trốn đi rồi hay sao ấy. Từ từ bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Holy shit, nó đuổi mình rồi. Thôi chết rồi, trèo lên. Không kịp rồi. Vãi trưởng à, không kịp các bạn ạ. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ tấn công nó nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ lấy bom chuối mình lém vào mặt nó. Đâu, đi hướng nào nhỉ? Hướng nào ta? Chỗ này phòng ngủ rồi. Holy shit, đây các bạn ơi. Đây. Bây giờ mình sẽ lém bom chuối vào người nó nhé. Ok, tung vào người nó, tung liên tục luôn. Các bạn nhìn kìa, rất là nhiều bom luôn. Mày chết đi con. Nổ rồi. Ok các bạn. Mình đang ném rất nhiều chuối vào người nó. Nhưng mà nó nổ, nhưng mà nó vẫn không chết các bạn ạ. Holy shit. Được rồi, mình sẽ lấy súng bắn nó. Mày chết này. Ui, con này to lắm anh em ơi. Nhảy xuống đây. Rồi, ok, nhảy xuống đây rồi. Bắn nó. Bây giờ mình sẽ phải lấy súng khác nha. Chứ súng này như là không ăn thua các bạn ạ. À, đây rồi, mình sẽ lấy súng này bắn nó nhá. Mình sẽ thử bắn vào người nó xem nó có chết không. Các bạn nhìn này, mình đang xối vào người nó mà cảm giác như là như kiểu gãi ngứa cho nó thôi ấy. Được đấy, được rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó, mình sẽ kết liễu nó luôn. Đây, khẩu súng này cực kỳ mạnh luôn các bạn, nó có thể phá lớp giáp và tấn công nó một phát chết luôn các bạn. Ok, nó đi rồi bạn ơi, mình sẽ thay đạn nha. Và những lúc đầu mình nhìn thấy có cả Sunny Head nhỏ cơ, cái con bọn Sunny Head bé bé các bạn ạ, nó chạy đâu rồi? Từ từ, hình như là nó chạy vào trong nhà mình rồi sao ấy. Từ từ, bây giờ có một con này nó đang ở đây này, nó đang cả giật này. Hai con kia nó đứng ở ngoài kia nó chơi, kệ nó đi. Bây giờ mình sẽ đi truy tìm con bé bé các bạn nhé. Từ từ, con bé bé ở chỗ nào ta? Đây này, what the hell các bạn ơi. Đây là con Sunny Head bé tí luôn này. Các bạn nhìn này, cái hình người của nó này. Ôi, nó đứng im đây này. Ôi, nhìn yêu vãi. Nó chỉ cao của mình thôi bạn ạ. Ô, nó ra rồi. Mình sẽ đập nó. Mày chết. Ôi giời ơi. Trời đất ơi, nó xách cổ mình lên kìa bạn ơi. Vãi ạ. Nó xách cổ mình lên, nó xé thằn làm đôi luôn bạn ơi. Nó không thèm ăn luôn ấy. What the hell. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi ra mình tấn công cái con nhỏ nhỏ này. Bây giờ mình sẽ lấy súng mình bắn nó nha. Đây, mình sẽ lấy súng mình tỉa nó. Đâu ta? Ui, xích con quái vật to lắm. Con này phải diệt nó đã bạn ạ. À đúng rồi, bây giờ mình sẽ triệu hồi xe tăng ra nha. Tức là bây giờ mình sẽ triệu hồi xe tăng ra để mình tấn công con Sunny Head này. Đây, mình sẽ triệu hồi cái con xe tăng này ra nha các bạn. Ok, đây rồi. Đâu rồi ta? Đây rồi, mình sẽ bắn nó nha. Mày chết rồi con. Được không các bạn? Con xe tăng của mình khá là mạnh đấy. Một phát nữa, ok, đi luôn nhé. Yeah. Mình sẽ lái xe tăng này tính tấn công Sunny Head nha. Và ấy, mình muốn bắt cái con Sunny Head nhỏ nhỏ kia làm thú nuôi các bạn ạ. Từ còn hai con bên này nữa này. Mày bắn nhanh, đạp đạn nhanh, không chết thôi. Ôi tôi xong rồi. Không kịp các bạn ạ. Vãi trưởng ạ, nó gần chết rồi, mình chỉ cần đạp đạn nhanh một tí nữa thôi. Cái quả pháo của mình nó chỉ cần bắn nhanh một giây nữa thôi là nó chết rồi nha. Không kịp các bạn ạ. Được rồi, bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây. Từ từ, nó kìa, nó sắp chết rồi. Mình sẽ đi xuống đây nha. Và mình sẽ tiếp tục triệu hồi xe tăng ra mình tấn công nó. Đâu nhỉ, cái khu vực của mình vừa đi ở chỗ nào ta? Đây à? Đúng rồi. Đây. Ok. Kìa, cái xe tăng của mình ở kia kìa. Mình sẽ ra thật nhanh nha để mình từ từ đi chậm. Holy shit. Ui ôi. Đi chậm thôi anh em ơi. Con bé này nó đang ở đây này. Cảm thấy kinh. Ui, con kia ra rồi. Không ổn rồi anh em ơi, lên xe tăng nhanh. Ok. Ok, từ từ bắn cái con này trước. Đạp lại nhanh. Trời đất ơi, không ổn rồi. Holy shit, may quá các bạn ạ. Cuối cùng thì là cái tiểu liên của mình đã tiêu diệt được nó nha các bạn. Rất là sợ luôn. Ui, con trẻ con. Ui, trời. Ui, mình vừa đâm nó một phát là con trẻ con kia chết luôn rồi. Như vậy là mình vừa tiêu diệt con Sunny Head bé các bạn ạ. Nó bé tí luôn đấy, nó bé giống như mình luôn. Bây giờ mình sẽ bắn con Sunny Head Blood nha. Mày đừng đến làm gì đấy. Con này đứng im luôn này các bạn này. Mày chết rồi, ok, xong. Mình đã tiêu diệt được con Sunny Head Blood. Con Sunny Head Blood đấy là con Sunny Head tàn tật các bạn ạ.
nó ấy, nó không đứng được lên đâu, nó chỉ có kiểu như nó ngồi, nó chạy thôi. Nhưng mà các bạn đừng đùa nha, con Sarnet đó chạy nhanh phết đấy, không phải đơn giản đâu. Bây giờ mình sẽ tấn công cái con này. Ok, mình sẽ bắn nó ở đây. Vô cú rồi, bắn chưa rồi. Ôi sao mình đi đâm đâu này. Đi đi anh em, đi ra tận lơ luôn. Bây giờ mình sẽ thử đâm trực tiếp vào người con Sarnet xem nó có chết không nha. Vừa lấy là mình đâm cái con Sarnet nhỏ nó chết rồi đấy. Không biết con Sarnet nhỏ này, à con Sarnet to này mình đâm vào nó không sao không. Ô, từ từ. Con này bị đơ rồi. Mình sẽ đâm nó, mình sẽ đâm vào người nó. Từ từ, mình đi đâu này. Đây rồi. Phi lên. Đâm vào người nó luôn. Oh my god, what the hell. Các bạn thấy không? Bọn Sarnet này rất là khôn luôn, kiểu như nó giả vờ các bạn ạ. Nó giả vờ như kiểu là nó giả vờ là đứng im ấy, nó để cho những cái con động vật hay những con thú rừng hay những con quái vật khác ở trong rừng ấy nó đến bắt đầu nó mới ăn thịt các bạn nhé. Tức là nó không kiểu như là nó không phải đuổi theo những con vật khác ấy, mà tự con vật khác tìm đến nó. Nó giống như kiểu là cây hoa ăn thịt. Ui ôi, từ từ anh em ơi, bắn con kia này tới này. Trời ơi. Các bạn ạ, thì nó kiểu cái cây hoa ăn thịt ấy các bạn ạ. Khi mà một con ruồi nó bay vào thì lập tức cái cây hoa đấy nó sẽ đóng cái lắp lại và nó sẽ tiêu hủy con ruồi ở trong đấy. Rất là sợ luôn, bọn thằng hết này thực sự rất là sợ luôn các bạn ạ. Gặp bọn này ngoài đời thì mình khuyên các bạn phải chạy ngay lập tức, hoặc là các bạn phải giả chết nha. Chứ các bạn mà ấy, mà bị nó tóm được thì các bạn cái cơ hội sống rất là ít luôn. Từ bây giờ mình sẽ sẽ tăng đâu. Rồi, mình sẽ hóa xe tăng rồi nhá. Triệu hồi xe tăng ra, tấn công quái vật đầu loa. Ok, bây giờ mình xin ngắm vào con địch thủ này. Một viên. Dùng tiểu liên bắn nha. Bắn một quả nữa này. Piu, yeah. Như vậy nó chết rồi các bạn nhé. Còn một con đấy nữa, con này sắp chết rồi. Bây giờ mình nghĩ là chỉ bắn một phát thôi nó đi rồi bạn này. Một, nó không chết bạn ạ. Rồi, ok, xong. Mình đã quét sạch bọn Sarnet hết rồi thì phải. Nhưng bạn ơi, mình như mình vẫn nghe thì Sarnet hết ở quanh đây sao ấy. Từ từ bây giờ mình sẽ lấy cái camera ra để mình truy tìm nó nhá. Vẫn còn Sarnet hết ở quanh đây các bạn ạ. Vát trưởng nó đang ở đâu nhỉ? Ở đây, ui dồi ôi. Các bạn ơi, các bạn có tin được không? Đây là một con Sarnet nhỏ nè. Mình bắn nó nhá. Con Sarnet này thì mình không thể thu phục nó rồi. Bọn này không thể thu phục nó nhá các bạn nhá. Mới đầu là mình có suy nghĩ là định làm thú nuôi ấy, kiểu như làm con bé của mình, nhưng không được các bạn ạ. Nó tấn công mình, nó xách cổ mình lên, nó xé xác mình luôn. Rất là sợ luôn. Cho nên ấy, chúng ta phải tiêu diệt nó nha. Các bạn nhìn này, khói bụi mù mịt luôn này. Cái trận địa này hôm nay của mình thực sự rất là kinh tởm luôn. Bây giờ ấy, mình chắc chắn là con Sarnet nó tấn công mình ở trong cái khu rừng này. Nó vào ở trong khu rừng này. Đấy, chắc chắn luôn các bạn ạ. Chỉ có khu rừng này thôi, chứ còn nếu mà ở bên cạnh như kia thì chắc là không phải đâu. Cái khu rừng này nó tấn công mình ở khu vực này nhé. Mà mình không biết là còn đợt tấn công nó khác nữa hay không các bạn ạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ là đang mình đang đối phó với cả con Sarnet nhỏ này. Con này bé tí luôn ấy. Mày chết. Tôi không đùa nó. Các bạn nhớ vừa nãy không, mình dùng cái bồ cào này mình bổ vào người nó, nhưng cuối cùng là mình là người chết nha các bạn. Nó rất là nhanh luôn, bởi vì tay của nó dù sao thì nó cũng sẽ dài hơn con tay người các bạn ạ. Mặc dù là cái chiều cao của cái con Sarnet nhỏ này nó chỉ bằng con người thôi, nhưng mà ấy, cái dã thú của nó, cái dã tâm của nó rất là kinh khủng luôn. Nó là món quỷ mà đã là quỷ đầu loa rồi thì các bạn biết rồi đấy, nó ác độc lắm. Cho nên chúng ta sẽ phải tiêu diệt nó nha. Và bây giờ mình sẽ tiêu diệt nó. Ôi từ từ, cứ bị kẹt đấy rồi. Từ từ bây giờ mình phải rút súng gì ra. Rút súng gì rồi nhỉ? Từ từ. Súng này không được rồi. Tên lửa nhá. Mày chết úi rồi. Chạy. Mày chết. Ui, trượt rồi, trời đất ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cài bom vào người nó nha. Một viên, hai viên, ba viên. Không biết là cài bom này nó có chết không các bạn? Không, các bạn nhìn này. Cái con Sarnet này nó bị ăn bom, cái này là bom hẹn giờ của mình ấy. Mình kích nổ được bằng một cái tay cầm này. Ôi, nó đeo toàn bom trên người luôn ấy, bác trưởng ạ. À, các bạn nhìn nhá, chờ mình kích nổ xem nó có chết không nhá. Xem có thể phá hủy được cái cơ thể của nó không. Bác nhìn bắt đầu. Boom, yeah. Nó mất gần nửa máu các bạn ạ. Nghĩa cho thêm nha. Nó đeo bom giống như kiểu nó đang kiểu như nó đang đeo cái ba lô ở trên người ấy. Holy shit. Con Sarnet nhỏ nhìn buồn cười cực luôn đấy các bạn ạ. Nó đeo toàn bom trên người luôn. Được rồi, mình sẽ bùm nhá. Boom, yeah. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc nó. Như vậy là mình đã phá được lớp giáp của nó rồi. Và bây giờ mình sẽ kết thúc nó nha. Chuẩn bị này các bạn ơi.
Ok các bạn, như vậy là mình đã tiêu diệt xong thành công bọn Sunhead rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn xem clip này và hẹn gặp lại các bạn một clip sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và clip ủng hộ mình nhé. Và ấn quả chuông để khi mình đăng video lên thì các bạn sẽ nhận được cái thông tin video của mình. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn nhé. Yêu tất cả các bạn, bye bye. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, bye bye.